Sáng nay ngày 11 tháng 9, tại thành phố Đà Nẵng, ban chấp hành hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan và Thái Lan Việt Nam tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 12. Về phía Trung ương đến dự có Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và đại diện Hội hữu nghị Việt Thái các tỉnh thành. Đến dự về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh khẳng định Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan và Thái Lan Việt Nam đem đến cơ hội hợp tác đầu tư vào Đà Nẵng. Đồng thời lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cam kết hỗ trợ tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư Thái Lan và các nhà đầu tư trong nước triển khai dự án làm ăn kinh doanh có hiệu quả tại Đà Nẵng. Thời gian qua hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực như giao lưu nhân dân, kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, hợp tác giữa các địa phương. Đến nay đã có 16 cặp tỉnh thành phố của hai nước xây dựng quan hệ hợp tác kết nghĩa. Thời gian đến hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác nhiều mặt sẵn có giữa nhân dân hai nước, góp phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan.